Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe Kenbo rất đặc biệt. Chiếc xe này thực tế ra là rất ít có mặt ở trên thị trường. Đó là một chiếc xe thùng kính rơi mang thương hiệu Kenbo. Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ đi cùng tìm hiểu cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thị Nhân. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái chiếc xe Kenbo thùng kính rơi có một màu xanh bắt mắt như thế này. Thì về chiếc xe Kenbo thì mình đã làm video review về rất khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái chiếc xe thùng kính rơi này thì hiện tại trên thị trường cũng rất ít người làm. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Về cái vẻ ngoài thì chúng ta vẫn có một chiếc xe Kenbo với tất cả những cái đặc điểm, các cái ngoại thất giống hệt những chiếc xe Kenbo tải thùng khác. Chúng ta sẽ có một cái phía trước nó được bo tròn và nhô ra như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha, đèn cốt, đèn pha này. Chúng ta có logo của Kenbo được dập bay lên lỗ trên này và cái logo được nhận diện ở giữa này. Tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Ở phía trước này thì nhà sản xuất đặt nước rửa kính và nước làm mát, dầu và cái hệ thống lọc, hệ thống cục nóng và điều hòa đằng trước này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem qua cái thùng của cái sản phẩm này nó có gì đặc biệt. Đây là cái thùng của cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe có cái thùng giống những chiếc xe thùng kín của Kenbo khác. Nhưng cái thùng này thì nó sẽ cho phép chúng ta là mở cái thanh này sang, khác với những cái sản phẩm ở trên thị trường là với cái chiếc thùng kín thì chúng ta sẽ không thể mở được hai bên như thế này. Thì với những cái chiếc xe thùng cánh rơi như này thì cho phép chúng ta là bán hàng lưu động cũng như là sử dụng tất cả các cái tiện ích của cái thùng này để có thể là chúng ta sẽ chở những cái loại hàng hóa mà những chiếc xe thùng kín không thể chở được. Về đằng sau thì chúng ta sẽ giống hệt những cái chiếc xe Kenbo khác thôi. Chúng ta vẫn có một cái logo được dán ở đằng sau để can đằng sau như này, hệ thống đèn hậu. Mọi thứ vẫn giống những chiếc xe thùng kính rơi, giống những chiếc xe thùng kín khác. Thì điểm đặc biệt hôm nay ở cái video này mình chỉ cho các bạn thấy rằng cái sản phẩm này là một sản phẩm đặc biệt của Kenbo. Đó chính là sản phẩm xe tải thùng cánh rơi. Nó sẽ không giống bất kỳ một cái chiếc sản phẩm nào của Kenbo trước đây. Thì cái sản phẩm này nó sẽ đắt hơn những cái sản phẩm thùng kín cũng như là thùng môi bạt hiện tại đang có trên thị trường. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.